Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhằm mang đến cho những khách hàng ưu tiên của SeaBank một trải nghiệm độc bản, Sea Premium Master 2023 đã chính thức khởi tranh hôm nay trên sân BRG Legend Hill Golf Club. SeaBank, ngân hàng tiên phong trong việc mang đến các sản phẩm đặc quyền với những chương trình ưu đãi liên quan đến môn thể thao golf. Giải đấu Sea Premium Master 2023 là những cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực. Giải đấu có 120 golfer tham dự, thi đấu tại 3 bảng. Bảng A handicap từ 0 đến 17, bảng B handicap từ 18 đến 26 và bảng C handicap từ 27 đến 36. Tham dự giải đấu, các golfer có cơ hội nhận được những giải thưởng hole in giá trị với 10 cây vàng vốn số 9 tại hố số 3 và thẻ Vietnam Airlines tại hố 11 trị giá 125 triệu đồng dành cho golfer đầu tiên ghi được hole in one. Sea Premium Master 2023 thể hiện sự tâm huyết của SeaBank trong việc tôn vinh những khách hàng ưu tiên của SeaBank và phong cách sống đẳng cấp của họ. Đây cũng là giải đấu tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Sea Premium nói riêng và SeaBank nói chung trong suốt thời gian vừa qua. Không chỉ có Sea Premium Master 2023, trong hai ngày vừa qua rất nhiều câu lạc bộ đã tổ chức các giải đấu outing tất niên cuối năm, tạm biệt năm 2023 và chuẩn bị đón năm 2024. Năm 2023, câu lạc bộ Họ Lê miền Bắc đã đạt được thành tích top 3 giải vô địch các câu lạc bộ dòng họ. Quán quân giải Tứ Hùng và quyên góp 80 triệu đồng hỗ trợ cháu gái họ Lê có bố mẹ và người thân mất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa qua. Đây cũng là những thành tích và đóng góp đáng tự hào của cả tập thể câu lạc bộ góp Họ Lê miền Bắc. Giải góp tất niên 2023 câu lạc bộ góp Họ Lê với chủ đề Xuân đi đông tới ta về bên nhau có sự tham dự của hơn 70 golfer. Giải đấu là dịp để câu lạc bộ góp Họ Lê miền Bắc vinh danh và trao quà cho các thành viên đạt thành tích hơi ngoan và eagle trong năm 2023. Sau một ngày thi đấu trên sân Hintop Valley Golf Club, golfer Lê Hữu Giang đã giành chức vô địch của giải với gross 75. Golfer Lê Văn Giang giành giải Best Net. Cúp luân lưu của câu lạc bộ cũng đã thuộc về golfer Lê Đức Kỳ. Giải góp tất niên và tri ân nhà tài trợ năm 2023 của câu lạc bộ golf Hoàng Mai đã diễn ra thành công trên sân Thanh Lanh Valley Golf Club với sự tham dự của 52 golfer là thành viên và khách mời. Đúng như tên gọi của giải đấu, đây là sự kiện để các member cùng nhìn lại một năm hoạt động của mình, vinh danh các golfer đạt thành tích cao, đồng thời tri ân nhà tài trợ đã đồng hành cùng câu lạc bộ trong suốt năm 2023. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất nhì ba các bảng A, B cho các golfer và nhiều giải thưởng kỹ thuật khác. Năm 2023 cũng là một năm đầy thành công khi lần đầu tiên câu lạc bộ Đại Lâm Mộc có cho mình một suất tham dự vòng chung kết giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng. Đại Lâm Mộc Championship 2023 đã tổ chức thành công với sự góp mặt của đông đảo các thành viên trong câu lạc bộ đến từ mọi miền Tổ quốc. Đây là giải đấu thường niên của câu lạc bộ diễn ra vào tháng 12, mang ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các thành viên của câu lạc bộ. Giải đấu là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ cùng nhìn lại thành quả một năm đã qua, đồng thời lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chinh phục mọi khó khăn thách thức trong năm 2024. Đinh Mão Championship 2023 cũng vừa diễn ra thành công trên sân golf Long Biên với sự tham dự của gần 50 golfer trong câu lạc bộ. Giải đấu là dịp để các golfer gặp gỡ, trò chuyện cũng như chia sẻ kết nối với nhau. Tại giải đấu cuối năm này, các thành viên trong câu lạc bộ đã chia thành hai team để thi đấu theo thể thức match play, gồm đội xanh và đội trắng. Chung cuộc đội xanh đã giành chiến thắng với 7,5 điểm. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, bảng xếp hạng golf thế giới đã công bố một vài sự thay đổi để có thể trao nhiều điểm hơn cho những người chiến thắng tại các sự kiện giới hạn bắt đầu vào năm tới. Hệ thống tính điểm mới dành cho các giải đấu có 80 chừng người chơi trở xuống sẽ tăng số điểm thưởng lên khoảng 21% số điểm tương ứng của sự kiện đó cho người chiến thắng. OWGR cũng thông báo bổ sung lợi thế để những người chơi có nhiều hơn một chức vô địch trong khoảng thời gian 52 tuần có thể nhận số điểm thưởng lên tới 70%. Ngoài ra, với những sự kiện không có cắt loại, OWGR sẽ không trao điểm cho 15% người chơi đứng ở cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đối với các sự kiện kết thúc mùa giải hoặc sự kiện playoff không có cắt loại, ví dụ như 3 sự kiện sau khi kết thúc mùa giải của PGA Tour, và sẽ tiếp tục trao điểm cho toàn bộ người chơi. Đối với thể thức match play, người chơi thua ở vòng đầu tiên hoặc không thắng trận nào trong thành tích toàn đội sẽ không nhận được điểm. LIV giúp phát triển bộ môn chơi golf là điều mà các golfer đã chuyển sang thi đấu cho LIV Golf thường nói. Và những người chơi quyết định từ chối lời đề nghị của LIV như Sean Lowry đã không còn hài lòng với những lý do sáo rỗng như vậy.
Trong một sự kiện gặp gỡ báo chí để chuẩn bị cho giải Irish Open, Shane Lowry đã đề cập đến việc đồng đội Ryder Cup của anh ấy là Jon Rahm gia nhập Leaf Golf. Tay góp 36 tuổi chia sẻ với tờ Irish Independent rằng tất cả những lý do Rahm và những người chơi khác đưa ra sau khi gia nhập LIV đều là những thứ mà họ bắt buộc phải nói theo chỉ dẫn. Và rằng việc một golfer có khối tài sản lớn như John nói rằng mình phải làm việc này để có thể chu cấp cho gia đình là không công bằng với những người đã phải làm việc vất vả hơn thế để có thể theo đuổi bộ môn này. Nhà vô địch Champion Golfer of the Year năm 2019 có 2 chiến thắng trên PGA Tour và 6 chiến thắng ở DP World Tour kể từ chiến thắng nghiệp dư ở Irish Open 2009. Lowry cũng từng 2 lần tham gia Ryder Cup và nắm giữ thành tích kỷ lục 2-3-1 trong giải đấu với Hoa Kỳ. PGA Tour Quiz School đã chính thức khép lại mùa giải 2023 của golf chuyên nghiệp, chỉ còn vài tuần nữa trước khi các tour đấu lớn khởi động mùa giải 2024. Các golfer sẽ có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn trong thời gian nghỉ lễ kéo dài 2 tuần trước khi sự kiện đầu tiên của năm 2024 của PGA Tour diễn ra. Ngay sau đó, lần lượt là các sự kiện của DP World Tour, Conferry Tour, PGA Tour Champion và LPGA. Các giải đấu của Leaf Golf sẽ bắt đầu vào tháng 2. Dưới đây là danh sách các sự kiện khai mạc trong mùa giải 2024 của các tour đấu lớn. Đầu tiên là The Century của PGA Tour diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 1 tại Maui, Hawaii. Tiếp theo là Dubai Invitational của DP World Tour diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 1 tại Dubai. The Bahamas Great Exuma Classic của Korn Ferry Tour diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 tại Bahamas. Hilton Grand Vacation Tournament of Champion của LPGA sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 ở Orlando. Và cuối cùng là sự kiện của Leaf Golf Mayakoba từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2 tại Mexico. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ mới AI Clip, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu VB đã tài trợ giọng đọc và MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.